Cách để quên đi bạn gái cũ Chia tay là chuyện rất đau lòng. Cảm xúc này là điều không mong muốn do một sự kiện có thể khiến người ta ủ dột cả năm trời. Hãy đọc những bước sau để học cách quên đi bạn gái cũ và đưa cuộc sống của bạn trở lại bình thường. Phương pháp 1. Chăm sóc bản thân 1. Cho bản thân thời gian Trải qua một cuộc chia tay đau khổ là điều vô cùng kinh khủng. Nếu bằng cách nào đó bạn có thể bắt bản thân phải thu dọn tàn cuộc và bước tiếp ngay thì cũng tốt thôi nhưng đó không phải là cách mọi người thường làm. Dù thích hay không, bạn vẫn cần thời gian để chữa lành. Bài viết này chỉ có thể đưa ra hướng đi để hồi phục và đẩy nhanh phần nào quá trình chứ không thể cắt bớt khoảng thời gian nhất định mà bạn cần có. 2. Sử dụng không gian cá nhân Có thể bạn có một ngôi nhà hay chỉ là một nửa phòng ngủ để gọi là của riêng bạn. Bất kể thế nào, hãy tìm thời gian và không gian nơi bạn có thể ở một mình với những suy nghĩ và để mọi thứ trở thành tự nhiên, khi ở trong không gian cá nhân những suy nghĩ của bạn sẽ không bị hạn chế việc biết mình có một nơi có thể hoàn toàn thành thật với bản thân sẽ giúp bạn đối mặt với cơn giận và nỗi buồn ở các lĩnh vực khác trong cuộc sống nếu nhà bạn không có bất kỳ không gian có thể yên tĩnh nào thử ghé qua một công viên gần nhà hay sân trường bao giờ ít người qua lại tìm một góc khuất và ở đó một lúc bố trí lại không gian cá nhân nếu nơi ấy làm bạn nhớ về bạn gái cũ gỡ xuống và giấu đi bất kỳ thứ gì nhắc bạn nhớ về thời gian của hai người và mang đến cho cả khu vực một diện mạo mới bằng cách di chuyển nội thất, thay đổi đồ trang trí, quyên góp bán những vật dụng thừa. Bạn có thể cân nhắc tập thiền trong thời gian ở một mình nhằm tống khứ mọi thứ ra khỏi đầu. Có nhiều phương pháp thiền định, phương pháp cơ bản nhất là ngồi và thở đều, tập trung vào cảm giác cơ thể cho đến khi những suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn và bớt đắm chìm trong đó. 3. Chống lại thôi thúc muốn gọi điện Đặc biệt là sau những mối quan hệ lâu năm, mong muốn liên lạc lại với người cũ có thể trở nên không thể cưỡng lại. Hãy nỗ lực hết mình để chống lại vì điều đó chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn về lâu dài. Cố gắng theo dõi sát tất cả những lần bạn bắt đầu liên lạc với bạn gái cũ, việc này sẽ nhắc nhở bản thân bạn ngừng lại. Nếu người chủ động liên lạc lại là người yêu cũ của bạn, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Tốt nhất là bạn nên tránh cô ấy càng nhiều càng tốt nếu có thể. Giải thích rằng bạn cần thêm thời gian để quên đi cô ấy. Nếu vẫn còn chút quan tâm, cô ấy sẽ cố gắng tôn trọng mong muốn của bạn. Nếu cô nàng có vẻ không tôn trọng yêu cầu của bạn, đừng quá nóng giận với cô ấy. Có thể cô ấy cũng đang phải trải qua những gì bạn phải chịu nhưng không tự giác như bạn. 4. Viết ra những suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Bạn có thể viết nhiều hoặc ít nhưng chỉ ít hãy viết ra điều gì đó. Thường thì chúng ta không thể ngừng lại nhanh chóng một khi đã bắt đầu viết. Đừng lo về chất lượng nội dung bài viết, ngữ pháp, cách dùng từ và những yếu tố tương tự đều không quan trọng. Sau khi đã viết ra cả một bài chỉ trích kịch liệt, bạn có thể đốt hoặc xé nó ra thành nhiều mảnh rồi bước đi. Hành vi xóa bỏ những gì đã viết là một công cụ đối phó tâm lý rất mạnh mẽ. Không gửi hay lên kế hoạch gửi bất kỳ điều gì bạn viết cho người yêu cũ, dù chỉ là một lá thư. Bất kỳ động thái nào của bạn với cô ấy, cho dù với nỗi cay đắng hay sự thất vọng, đều là một bước đi sai hướng. Bạn nên nhớ rằng bạn đang cố gắng cắt đứt những gì ràng buộc, chứ không phải làm rối thêm. 5 viết ra những hy vọng và mối quan tâm của bạn đến lúc cảm thấy đủ tự chủ để bạn không cần phải trút vào trang giấy bạn hãy thử liệt kê những tài năng sở thích mối quan tâm tham vọng và mơ ước của bản thân bạn sẽ nhớ ra rằng ngoài người yêu cũ cuộc sống còn rất nhiều điều để bận tâm sắp xếp nội dung theo cách bạn muốn thử viết theo danh sách thứ tự hoặc chỉ cần vẽ một mạng lưới kết nối các ý tưởng mỗi khi bắt gặp điều gì đó thật sự gây hứng thú hay khiến bạn quan tâm đánh dấu để lưu ý về nó Xin nhắc lại, bạn là người độc thân vì thế bạn có thời gian và sự tự do để theo đuổi những điều này. 6. Nói chuyện với bạn tâm giao Nếu bạn may mắn có một người bạn thân như Tri Kỷ, họ có thể giúp bạn dỡ bỏ phần nào gánh nặng tâm lý. Nếu không có ai có thể tin tưởng và ngồi nghe bạn nói, bạn nên cân nhắc về việc tìm đến các chuyên gia hay cố vấn tâm lý. Bạn cần chắc chắn tuyệt đối rằng người bạn ấy đáng tin. Bạn đang rất dễ bị tổn thương lúc này, chỉ cần anh ấy hay cô ấy vô ý nói với người nào đó không thích hợp. Điều đó sẽ quay lại và tấn công bạn. Làm rõ với cô hoặc cậu ấy rằng bạn muốn họ tôn trọng chuyện riêng của bạn. Cho bản thân vài phút để bắt đầu. Có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy lúng túng và ngốc nghếch, nhưng nếu bạn nói được vài phút và để ý thấy rằng cậu ấy không phán xét hay phớt lờ bạn, câu chuyện sẽ trôi chảy hơn và bạn có thể tiếp tục. Phương pháp 2. Xây dựng lại cuộc sống một Đặt ra những ranh giới nghiêm ngặt thực hiện một nỗ lực có ý thức và kiên định nhằm duy trì một rào chắn để người cũ không thể vượt qua và tiếp cận bạn. Nếu cả hai vẫn còn liên lạc, nói rõ với cô ấy rằng bạn muốn cắt đứt liên lạc để có thời gian bình tâm trở lại, yêu cầu cô ấy đừng gọi hoặc nhắn tin cho bạn vì bạn sẽ không trả lời. Bạn không nhất thiết phải thô lỗ hay xúc phạm người yêu cũ khi nói ra điều này, giữ thái độ lịch sự nhưng xa cách là vừa đủ. Vì điều đó sẽ thể hiện rằng bạn không làm như vậy chỉ để cô ấy nổi đó lên nếu cô ấy hỏi sự thay đổi này sẽ kéo dài bao lâu bạn có thể cho biết thời gian dự kiến không thể nói chắc được một ngày cụ thể khi bạn có thể ở gần người yêu cũ mà không còn cảm thấy buồn đôi khi chỉ là một hoặc hai tháng nhưng trong số ít trường hợp có thể là cả đời nói được làm được không gọi điện nhắn tin gửi email hay trả lời thư nếu cô ấy liên lạc với bạn trừ khi bạn có lý do vô cùng quan trọng có thể cô nàng sẽ đau lòng khi nhận ra rằng mình không thể dựa dẫm vào bạn nữa nhưng về sau cô ấy sẽ khá hơn. 2. Thay đổi thời gian biểu Nếu có thể, bạn nên thử điều chỉnh lịch trình để hạn chế gặp đối phương một cách không cần thiết. Nếu cả hai làm chung, thử hỏi xếp xem bạn có thể thay đổi lịch trình hàng tuần của mình hay không. Bạn không cần phải nói về cuộc chia tay của mình, chỉ cần hỏi về việc đổi ca. Nếu hai bạn học chung, hãy tỏ ra lịch sự trong lớp, nhưng bạn nên xin giáo viên xem có thể nào đổi cho bạn ngồi xa chỗ cô ấy không. 3. Trải nghiệm thêm những điều mới Quan tâm bản thân bằng cách trải nghiệm những điều mà bạn luôn muốn thử, bên cạnh các hoạt động rõ ràng và đắt đỏ như những chuyến đi dài hay nhảy dù, đừng quên nuông chiều những điều bình dị hơn như ghé thăm tất cả công viên trong thành phố, xem thử chuyện gì sẽ xảy ra khi để một đồng xu trên đường ray xe lửa, hát karaoke, tìm bia mộ lâu đời nhất trong nghĩa trang của vùng. Thông tin thêm nếu như bạn lo lắng, một đồng xu nằm trên đường ray không thể làm đoàn tàu bị chệch hướng. 4. Nuôi dưỡng những sở thích và mối quan tâm của bạn lấp đầy thời gian rảnh bằng sự tiến bộ vững vàng và những thành công nhỏ thay vì nghiền ngẫm nỗi buồn và oán giận. Sử dụng danh sách mà bạn đã lập về những ước mơ, mối quan tâm và tài năng như một kim chỉ nam. Nếu bạn đã từng mơ mộng về việc sửa chữa xe hơi, viết sách hay tự tay làm một chai rượu vang, giờ là lúc thích hợp nhất để tiến hành những dự án dài hạn. Nếu bạn không có bất kỳ sở thích ngắn hạn để lấp đầy khoảng trống giữa những dự án, tại sao không chọn điều gì đó từ thời thơ ấu của mình? Không có ai lại đi nghĩ xấu về bạn khi bạn lắp ráp một bụng mô hình nhựa, bổ sung bộ sưu tập tiền sâu hay cố gắng chiến thắng một video game khó nhằn. Năm thiết lập thói quen thường nhật. Nhằm sử dụng thời gian hiệu quả, bạn nên có một thời gian biểu để tuân thủ, bắt đầu với giờ đi ngủ và giờ thức dậy đều đặn mỗi sáng và tối, sau đó lên kế hoạch một cách nghiêm ngặt về nề nếp các ngày trong tuần. Bạn cần đảm bảo cho mình thời gian vệ sinh cá nhân, luyện tập, làm việc nhà và dùng bữa, lấp đầy những ngày nghỉ bằng những khoảng thời gian riêng tư. Đừng quá khắc khe khi lập thời gian biểu cho cuộc sống. Nếu không, bạn sẽ bực mình khi kế hoạch bị phá vỡ vì một sự cố nào đó. Thay vì thế, chỉ cần có ý tưởng cơ bản về thời gian mà mỗi phần nên kiếm trong ngày, sau đó cân đối việc cần làm với những khoảng thời gian ấy. Nếu nhiều hơn, sẽ phản tác dụng. 6. Giải thích mọi chuyện với những người bạn chung Họ chắc đã nghe chuyện từ phía cô ấy nhưng không thành vấn đề, quan trọng là bạn cần giải thích ngắn gọn về việc bạn cảm thấy như thế nào cho những người bạn chung biết, đề nghị họ tế nhị không rủ bạn đến nếu có người yêu cũ của bạn ở đó và ngược lại. Không đòi hỏi bạn bè phải chọn một trong hai hay chọn đứng về phía nào, điều đó quá nhỏ mọn, nhẫn tâm và không công bằng với họ. Nếu họ thích cả hai thì chuyện đó là chuyện của họ. 7. Hòa nhập với bạn bè nhiều hơn một trong những phần khó nhất của việc làm người độc thân là cảm giác cô đơn vì trước đây bạn luôn có người ở bên cạnh mỗi khi cần làm dịu cảm xúc khó chịu bằng cách dành nhiều thời gian ra ngoài với bạn bè cho dù bạn và người cũ có nhiều bạn chung tùy thuộc vào thời gian ở bên nhau và mức độ thân thiết của hai người không có lý do gì bạn không thể gặp bạn bè mà không có cô ấy rủ những người bạn đi chơi và dành thời gian để thân thiết với họ hơn bằng cách chủ động rủ thay vì đợi được rủ bạn sẽ cho bạn bè thấy bạn vẫn quan tâm đến họ Bên cạnh đó, bạn sẽ có nhiều sự kiểm soát hơn trong việc quyết định đi đâu, làm gì, hạn chế được tình trạng bạn chạy đến bên người yêu cũ hay nhớ về cô ấy. Bạn phải nhớ rằng, không có gì tai hại nếu yêu cầu bạn bè tránh mời cả bạn và người yêu cũ đi tiệc tùng hoặc đại loại như vậy. Bạn chỉ cần biết điều và không bắt họ phải chọn. Thử gọi cho người mà bạn không thường gặp gần đây, họ sẽ thấy vui khi bạn liên lạc và ít có khả năng bạn chạm trán người yêu cũ khi bạn đang ở với những người không đi chơi cùng cô ấy. 8 cởi mở khi gặp gỡ bạn mới, không quan trọng tuổi tác và địa vị xã hội, nếu bạn có thời gian dành cho bạn bè, sớm muộn gì bạn cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn. Hãy cố gắng tỏ ra thu hút và thân thiện với mọi người, bạn sẽ có thêm những mối quan hệ tốt đẹp. Bên cạnh việc có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người và không cảm thấy cô đơn, điều này còn giúp bạn nhắc nhở bản thân rằng có nhiều người thích bạn ngay cả khi không có bạn gái cũ và bạn vẫn có thể gặp gỡ cũng như các bạn khi không có cô ấy bên cạnh. Phương pháp 3 sống tiếp một cách tốt hơn một tự hào về bản thân nhìn quanh xem bạn có một lịch trình kín miết những sự thích thú vị những người bạn tốt và thậm chí có thể là một dự án dài hạn cần thực hiện bạn đã dành thời gian để rèn luyện cảm xúc và giữ cho bản thân được cân bằng bạn đã cư xử một cách điềm đạm nhưng đúng đạo lý trong cách giải quyết với những sự ràng buộc giữa bạn với bạn gái cũ nói tóm lại bạn đã đối mặt với đủ cung bậc cảm xúc suy nghĩ và hy vọng đồng thời xây dựng cho mình những điều tốt đẹp bạn nên cảm thấy tự hào 2. Duy trì khoảng cách Nếu thật sự cảm thấy ổn, bạn nên hạn chế tối đa việc liên lạc với người yêu cũ. Đừng thử xuất hiện trước mặt người cũ hay cố tình thể hiện rằng bạn sống tốt trước mặt cô ấy bởi vì cô nàng sẽ không quan tâm và bạn sẽ giống như một thằng ngốc. Những thành tựu của bạn sẽ là sự đáp trả dành cho họ. 3. Tiếp tục tiến về phía trước Cảm giác cuối cùng cũng tận hưởng lại cuộc sống rất tuyệt, nhưng đó không phải là lý do để ngừng phấn đấu cuộc sống của bạn sẽ chỉ khá hơn nếu bạn tiếp tục bỏ thời gian và công sức vào để cải thiện, nếu không bạn sẽ đi thuộc lùi. Đừng xem hạnh phúc là một ngọn núi để phấn đấu leo lên đỉnh, sau đó ngừng nỗ lực và quay trở về. Hãy xem nó là một phần thưởng để chiến thắng và mang theo trong suốt chuyến hành trình còn lại. 4. Đánh giá sự trưởng thành của bạn Khi đã thực sự buông bỏ được bạn gái cũ, đủ để không nhìn mọi việc thông qua lăng kính màu xám đục, bạn chắc chắn có thể bắt đầu để mắc đến phụ nữ một lần nữa. Đây là thời điểm hoàn hảo cho việc tưởng niệm lại mối quan hệ đã qua và nhận ra mình đã trưởng thành. Nhưng nhận xem, niềm tin về các giá trị của bạn đã thay đổi như thế nào? Khi trải qua chuyện chia tay với một kiểu phụ nữ, chắc chắn bạn đã nhận thức được những gì bạn thực sự không thích ở tính cách của cô ấy. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm người phụ nữ có các tính khác với người cũ. Cũng có nghĩa là bạn đã học được từ quá khứ một dấu hiệu rõ ràng của sự trưởng thành. Nhận ra rằng bạn đã hiểu bản thân mình rõ hơn bao giờ hết bạn đã suy xét từ trái tim và tìm kiếm để hiểu được mình. Bạn đã tìm được những mối quan tâm và mục tiêu của mình, các bạn mới và không ai cản trở sự hiện diện của bạn. Nói tóm lại, bạn hiểu bản thân mình theo cách khác so với trước đây. Bạn điềm tĩnh, tự chủ và tự tin hơn như một điều tất yếu. Nghĩ về những điều bạn đang thực hiện mà trước đây người cũ đã khinh khi, chế nhạo hay không thấu hiểu. Bạn không cần phải che giấu điều này với người yêu tương lai. Cô ấy sẽ thích bạn hơn vì tính bộc trực và thái độ không thẹn về mình của bạn. 5. Gặp người mới Một khi bạn ý thức được rằng mình có thể trải qua cả tuần mà không buồn về chuyện chia tay, thì đã đến lúc bạn bước vào tình yêu một lần nữa nếu bạn muốn. Nên nhớ rằng, nếu bạn chỉ tìm cách để vui trở lại hay chọn ngay bất cứ người phụ nữ nào có cảm tình với bạn thì rõ ràng là bạn chưa quên được người yêu cũ. Bạn không cần một cô bạn gái để chứng minh giá trị của bản thân. Nỗ lực hết sức mình, bạn đã học được rất nhiều khi vượt qua thời gian chia tay nhưng bạn sẽ ngạc nhiên một cách thú vị khi biết mình cũng đã học được nhiều điều từ quãng thời gian hẹn hò với bạn gái cũ. Một khi đã hoàn toàn chấp nhận việc buông bỏ, bạn sẽ nhận ra rằng mối quan hệ sau cùng là một trải nghiệm vô cùng quý báu và hữu dụng để theo đuổi người con gái tiếp theo. Sau đây là một số điều cơ bản mà bạn nên nhận thức một cách tự nhiên hơn bao giờ hết trước khi hẹn hò. Vệ sinh cá nhân tốt sẽ giúp bạn qua được cửa ải đầu tiên, luôn luôn giữ vệ sinh thân thể. Mỉm cười và tỏ ra tràn đầy năng lượng khi nói chuyện với người bạn thích kiêu hãnh về cuộc sống của mình, phụ nữ thích đàn ông tỏ ra toàn diện dù không ai bầu bạn. Thể hiện sự dí dỏm, một chút dí dỏm sẽ khiến người phụ nữ phải lòng bạn ngay từ cả nhìn đầu tiên. Trở thành một người dễ mến, đừng rụt rè trước những anh chàng khác, thay vào đó hãy tỏ ra nhiệt tình và trang hòa cho người khác thấy rằng bạn không e ngại chuyện gì. Amy Chan, người sáng lập Renew Breakup Podcast Gặp gỡ người mới có thể đánh lạc hướng suy nghĩ của bạn khỏi người yêu cũ, nghe rất sáng rỗng, nhưng ngoài biển còn rất nhiều cá, gặp gỡ người mới dù chỉ là bạn bè cũng sẽ mang lại cho bạn cơ hội được làm những việc mới mẻ và đặc biệt cùng người khác, nghĩa là bạn sẽ không có thời gian để nghĩ về người yêu cũ nữa. 6. Không nên quyết định nóng vội. Về mặt tự nhiên, nếu bạn và người mà bạn hẹn hò có thiện cảm với nhau, việc bạn muốn tiến nhanh như thế nào hoàn toàn là chuyện của bạn, nhưng về mặt cảm xúc mà nói, việc bạn dễ dàng bước vào mối quan hệ tiếp theo rất quan trọng. Nếu bạn đang tìm mọi cách để giữ mình tỉnh táo thì nên chấm dứt sớm. Tuy việc chấm dứt một mối quan hệ luôn khiến người ta dây dứt, nhưng với mối quan hệ mới quen, bạn sẽ ít dây dứt hơn nếu bạn giữ được đầu óc tỉnh táo. Nếu bạn bắt gặp bản thân đang nghĩ có thể cô ấy là người duy nhất hay thường xuyên nói về nàng với tất cả những ai bạn gặp, chắc chắn bạn đã lúng quá sâu, đặc biệt là nếu chỉ vừa quen vài tuần hay vài tháng. Hãy trấn tĩnh lại và đảm bảo rằng bạn hạnh phúc với chính mình. Nói chung, mà không phải bạn đang tìm mọi cách để có bạn gái mới bạn không nên xem bạn gái là thước đo giá trị cuộc sống của mình mặt khác đừng ngại giao ước nếu bạn đã hẹn hò một cô gái vài tháng và bắt đầu có cảm giác gắn bó với nàng bạn không nên che giấu điều đó với cô ấy hay chính bạn chuyện đó hoàn toàn bình thường lời khuyên hãy nhớ rằng nếu cô ấy không thể chấp nhận bạn khi bạn đang xa cơ thấp thế thì cô ta không xứng đáng ở bên khi bạn thành công người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng thời gian được sử dụng hợp lý còn hiệu quả hơn gấp bội dành thời gian bao lâu để nghiền ngẫm cảm xúc của mình và tống khứ chúng là tùy bạn nhưng đừng xa vào thói quen chìm đắm mình trong sự bi lụy hãy buộc bản thân phải tiến lên với những thói quen có tính xây dựng mỗi khi có thể bạn phải nhớ rằng bạn đã từng yêu được yêu và sẽ được yêu một lần nữa bạn vẫn có chỗ trên thế giới này cho dù bạn cảm thấy như thế nào hay người yêu cũ đã nói và làm gì khiến bạn thấy tệ hại điều đó vẫn là sự thật trong tương lai gần lịch sự luôn là lựa chọn tốt nhất của bạn sẽ có những lúc bạn phải ở gần người yêu cũ hãy hành động theo cách mà sau đó bạn sẽ tự hào ngắn gọn đúng trọng tâm nhưng lịch sự và không thể hiện cảm xúc của mình ngừng việc nhắn tin cho bạn gái cũ và nói rằng bạn đang đau khổ như thế nào đừng trả lời nếu cô ấy gọi điện hay nhắn tin cho bạn nếu thật sự muốn viết ra điều gì đó bạn hãy đánh máy hay ghi ra một tờ giấy và tự gửi cho bản thân ít ra thì cách này sẽ giúp bạn giải tỏa và sắp xếp lại cảm xúc mà không lôi cô ấy vào để mọi thứ qua đi bạn càng liên lạc với cô ấy thường xuyên bạn trai mới của cô ấy sẽ cảnh cáo bạn càng sớm bạn không đáng bị như vậy bạn hoàn toàn xứng đáng với ai đó tốt hơn cô ta biết ranh giới của nhau bạn gái cũ có thể xúc động kéo bạn lại để nhan nhóm tình cảm nhưng đó không phải là chuyện của bạn hãy mạnh mẽ và kiên định về bản thân trong việc tiến về phía trước cảnh báo thận trọng hơn khi nhắn tin hay gửi email cho người cũ về việc bạn đã đau khổ khi ở bên cô ấy như thế nào cô ấy có thể dùng chúng để cười nhào bạn với bạn bè hoặc để bụng chuyện đó nếu phải liên lạc với cô ấy bạn nên dựa vào thực tế chẳng hạn như đồ của em ở trong chiếc hộp trước cửa nhà em gái anh nếu mai em không đến lấy cô ấy sẽ mang đến cửa hàng thu mua đồ cũ vào ngày mốt